Xin biến chào toàn thể các bác nha. Hôm nay thì chúng em giới thiệu với các bác một cái mẫu đầu nâng cấp đến từ thương hiệu là Việt Ca. Và đây thì em đã nâng cấp xong, và khi mà nâng cấp xong thì đầu Việt Ca nó sẽ chạy giao diện như thế này. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình để xem ca sĩ hát này. Thứ hai là chỗ này là chỗ chọn bài này, và ca sĩ này, YouTube này, cái này chạy YouTube online cực kỳ là mượt luôn anh em nhé. Đấy, và đây thì em chưa kết nối mạng. Đấy, anh em muốn kết nối mạng Wi-Fi thì nó rất là đơn giản. Đấy, em sẽ hướng dẫn luôn là kết nối mạng. Rồi, đây mạng không dây đây, mạng Wi-Fi. Các bác ấn lên kết nối là nó sẽ tự động kết nối mạng cho anh em nhé. Đấy, và đây thì nó đang tìm sóng này, đây đã tìm được rồi đây. Và chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào xong. Đó. Rồi, và khi mà chúng ta nhập mật khẩu xong thì các bác sẽ ấn xác nhận giúp em. Đó, thì nó sẽ tự động kết nối với cái mạng tuyên thủ audio này các bác nhé. Đó, khi mà kết nối xong thì trên này nó sẽ báo sóng này. Và đây thì chúng ta sẽ vào YouTube hoạt động bình thường luôn anh em nhé. Đó, và với cái tốc độ download YouTube thì nó rất là nhanh. Đấy, nó hầu như là bị trễ rất là thấp. Cho nên là anh em khi mà sử dụng YouTube thì chỉ việc bấm chọn và nó sẽ phát luôn YouTube cho anh em để các bác có thể là hát vô tư. Đấy, thì đây là mục YouTube online. Rồi tiếp tục ở đây thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái thư mục khác nhau, như là mục quản lý ứng dụng thì các bác có thể là vào mục quản lý và nhập mật khẩu vào để chúng ta có thể là xem các cái trình phát này, ví dụ là smart tốt này, trò chơi này, xem tivi này và ứng dụng của Việt Ca luôn này. Đó, nó rất là hay nhé, và cái đầu này nó rất là thông minh. Đấy, và để nâng cấp thì đây thì có một bác khách đã gửi đến cho em là một cái chiếc đầu là Việt Ca TV. Đấy, và để nâng cấp thì em sẽ giữ nguyên, thứ nhất là cái vỏ này. Đấy, thứ hai là cái bộ phận nguồn này. Đây là cái nguồn này để nó cung cấp nguồn điện cho ổ cứng và cái main nhé. Và giữ lại thêm được nữa là giữ lại một cái main. Và hiện tại thì giữ thêm lại được cái ổ cứng. Và đây chính là ổ cứng của bác khách này, em giữ nguyên. Ổ này là ổ 6T anh em nhé, ổ 6T. Đấy, và thấy rằng là chúng ta sẽ giữ nguyên vỏ, ổ và nguồn, và chỉ nâng cấp duy nhất một cái thiết bị, đó là cái main này thôi. Và đây thì các bác thấy rằng là đây chính là main này. Đấy, đây chính là cái main của đầu Việt Ca Pro nâng cấp anh em nhé. Đó, đây là main mới, và main này chúng em bảo hành cho anh em là 6 tháng. Đấy, và cái main này thì để chúng ta có thể hoạt động, thứ nhất là cách chọn bài cũng như là hát YouTube nó mượt hơn. Đấy, nó trơn tru hơn thì nó sẽ phụ thuộc vào cái main. Main càng cao thì cái tốc độ download cũng như là trải nghiệm nó rất là mượt. Đó, và để nâng cấp thì nó rất đơn giản, các bác chỉ cần gửi đầu lên bên em là chúng em có thể là hỗ trợ nâng cấp, và sau đó thì làm lại dữ liệu ổ cứng cho anh em. Đấy, chỉ mất từ 1 đến 2 ngày là chúng em sẽ làm xong và gửi lại cho các bác nhé. Đấy, và giá thành nâng cấp thì hiện tại chúng em đang có cái mức giá rất là yêu thương để anh em có thể yên tâm tin tưởng gửi tới tuyên vụ chúng em để nâng cấp lên những cái dòng đầu cao cấp hát online YouTube không lo quảng cáo. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm sử dụng thì có thể liên hệ trực tiếp tới tuyên vũ để được hỗ trợ, và xin chào các bác.